hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 3 giờ 15 phút chiều giờ Cali các bạn. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ hai đầu tuần rồi. Thì nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì hi uh, hy vọng các bạn sẽ có một cái Chủ nhật vui vẻ. Và như mà nào ở Việt Nam đó thì chúc các bạn có một ngày thứ hai đầy năng lượng. Hôm nay đó thùng sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà thùng thường chia sẻ ngày Chủ nhật. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta sẽ thay đổi thứ tự một chút. Thường đó thì phần cuối video thùng sẽ cùng các bạn cùng nhau chung bình giá account demo. Nhưng mà hôm nay đó thùng sẽ chuyển cái đó lên phần đầu. Chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin nổi bật liên quan đến tuần này mà các bạn cần phải quan tâm đến những cái sự kiện lớn. Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin được chia sẻ bởi công ty VanEck các bạn. VanEck là một công ty trong thị trường tài chính truyền thống nhưng mà gần đây đã chia sẻ rất nhiều những cái quan điểm liên quan đến crypto, đặc biệt là liên quan đến Solana. Họ cực kỳ bullish về tương lai của crypto các bạn và họ cũng là một công ty mà đang chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF được duyệt chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về một cái bài khảo sát uh, gần đây đến từ coinbase và đây cũng là một lý do tại sao mà những cái người mà đứng ra ứng cử những chức vụ liên quan đến chính trị ở hoa kỳ các bạn thì họ cực kỳ quan tâm đến thị trường crypto này Tôi sẽ chia sẻ những thông tin đó và một số những thông tin nổi bật khác và đặc biệt hơn đó là chúng ta ít ra có một giả thuyết là tại sao mà Scc đó lại quyết tâm tấn công công ty Ripple trong vòng 3 năm qua như vậy. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu. Thì đầu tiên hết đó, trên màn hình các bạn thấy được đây chính là giá của Bitcoin ngày hôm nay thì tiếp tục có một cái sự tăng trưởng các bạn. Hiện bây giờ là đang hướng tới cái mức là 35.000 đô, cái mức cao của năm nay. Hiện bây giờ đó là 34.574 đô các bạn lúc mà thường đang làm cái video này và tới khi mà đang nó có thể là vài tiếng sau các bạn hãy comment bên dưới xem coi là giá đã là bao nhiêu rồi thì hôm nay đó chúng ta thì được là giá có có sự tăng trưởng nhưng mà hôm nay đã lại là ngày trăng tròn ở Hoa Kỳ các bạn đó chính là ngày 29 tháng 9 hôm nay là ngày Harvest Moon các bạn có nghĩa là ngày trăng thu hoạch nhưng mà giá vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng à, các bạn đã thấy được là cách đây một ngày đó thì trăng cũng khá là tròn rồi và thường chia sẻ cái này với các bạn Như bạn có đã biết là thường nói dẫn mà thôi tại vì chúng ta có một cái hiện tượng trong thị trường crypto đó chúng ta đã từng nói đến đó chính là trăng tròn indicator à, và trước đây chúng ta thấy được là chúng ta mua trăng khuyết bán trăng tròn nhưng mà ngày hôm nay giá vẫn tăng các bạn trăng tròn indicator là một lừa đảo cái gì liên quan đến mặt trăng đều là lừa đảo đương nhiên như bài nào mà theo dõi kênh một thời gian thì cũng đã biết là thường đã giỡn mà thôi nhưng mà sự thật đó là có một số những cái hiện tượng chúng ta thấy được là nó có cái độ chính xác cao trong một cái thời điểm nào đó giống như là thời điểm uptrend hay là downtrend nhưng mà khi chúng ta thay đổi thời điểm đó, thì cái đó sẽ không còn hiệu ứng nữa và chúng ta thì được là đầu tư đó là một cái gì đó có thể gây rất nhiều căng thẳng nhất là các bạn đầu tư dài hạn và nếu như các bạn đầu tư dài hạn mà các bạn không thích thì rất là khó để mà đầu tư dài hạn được và thuận cũng muốn chia sẻ thông tin với các bạn, cập nhật những tin tức mới nhất cũng như là thuần cũng muốn chia sẻ một cái gì đó cho các bạn vui nhộn một chút các bạn có một cái sự hứng thú đó với thị trường này. Chứ nếu không thì cũng rất là khô khan nếu chúng ta chỉ nói riêng về tin tức mà thôi. Cũng giống như là những bạn nào mà muốn tập thể dục để mà giảm cân thì các bạn phải thích mới có thể theo đuổi dài hạn được. Chứ nếu các bạn không thích đó, thì rất khó để các bạn có thể là có một cái thói quen để mà tập thể dục thường xuyên thì cũng như đầu tư các bạn, nếu như các bạn cảm thấy đầu tư mà cứ căng thẳng hoài đó thì các bạn sẽ khó có thể đầu tư dài hạn được. Cho nên trong đầu tư đó không những là các bạn cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm, có cái độ phân tích mà các bạn cũng cần phải có một cái tính chất vui nhộn trong đó các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy được là thị trường crypto đó thì đầy niềm luôn. <laughs> Và thật sự đó thị trường crypto là cái thị trường tự giác nhất mà Thuận biết. Khi mà giá tăng đó, chúng ta gáy rất là to các bạn. Nhưng mà khi mà giá giảm đó thì chúng ta tự chọc quê bản thân mình. Không cần ai chọc quê hết các bạn. Chúng ta tự tìm meme để chọc quê bản thân của mình. Và trong thị trường crypto này đó các bạn muốn thành công cần phải có lý thuyết và thực hành. Thì lý thuyết đó là khi mà cái gì bạn không biết nhưng mà vẫn mất tiền. Thực hành là khi mà bạn kiếm được tiền nhưng mà không biết tại sao. Thì để thành công đó chúng ta thường kết hợp lý thuyết và thực hành trong thị trường crypto Ai cũng mất tiền nhưng mà không ai biết tại sao hết các bạn <laughs> Thôi thường không giỡn nữa Mở đầu video nó vui nhộn một chút để các bạn có năng lượng mà thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nó nghiêm túc hơn. Thì đầu video đó Thuận sẽ cùng các bạn chung bình giá account demo. Như bạn có thể biết là chúng ta đã thành lập một cái account demo ở trên Kongregate các bạn. Các bạn cũng có thể làm được nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn lên trên trang Kongregate hay là những trang tương tự đó các bạn có thể là tạo một cái account với lại Kongregate rồi sau đó các bạn có thể bấm vào portfolio để các bạn có thể là à, tự tạo ra một cái account demo để xem là cái phương pháp đầu tư các bạn sẽ ra sao thì chúng ta đã cùng nhau tạo backdrop này đó các bạn đã nhớ đó chính là vào ngày 4 tháng 4 của năm ngoái có nghĩa là cách đây hơn một năm các bạn lúc đó đó chúng ta đã bắt đầu trung bình giá vào bịch khôi ở mức là 46.622 và Ethereum để nhắc lại Dành cho những bạn nào mà mới tới kênh thì chúng ta đã bắt đầu chung bình giá ở mức Ethereum là 3.514 đô Thì các bạn đang thấy được là cái giá cho dù đã có cái sự hồi phục trở lại nhưng mà chúng ta vẫn dưới cái mức bắt đầu rất là xa 46.000 đô cho một Bitcoin bây giờ chỉ là 34.000 đô mà thôi các bạn Thì chúng ta hãy xem coi kết quả ra sao trung bình giá mỗi tuần là 100 đô đó thì chúng ta đã thấy được là kết quả hiện bây giờ cái portfolio này đang có lãi là 27% và thực ra đã có lãi một thời gian dài rồi các bạn đã nhớ khi mà giá của Bitcoin đã trở về mức là khoảng chừng là 21.000 đô thì ca cao này đã có lãi và hiện bây giờ đó các bạn đã thấy được là chúng ta nếu như chỉ tính riêng Bitcoin thì trung bình giá từ lúc đó tới bây giờ tuy là giá vẫn cách xa đỉnh và cách xa cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà vẫn đang có lời là 44% và chúng ta thấy được là TV ethereum thì cũng có lãi nhưng mà ít hơn là 11.25%. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là trong năm nay chúng ta thấy được là cả hai bitcoin và ethereum đều có sự hồi phục nhưng mà so với lại ethereum đó, thì bitcoin tăng trưởng nhiều hơn. Cũng đồng nghĩa là nếu như mà chúng ta quy ra cái sự tăng trưởng của ethereum tính theo bitcoin, không phải là tính theo giá của USD đó thì ethereum năm nay thật sự là đi theo sau bitcoin các bạn và nhiều altcoin cũng như vậy thì chúng ta cũng giống như là hàng tuần đã sẽ cùng nhau trung bình giá account này. Đầu tiên hết hãy trung bình giá cho Bitcoin các bạn. Thì cái mức giá chúng ta thu mua từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ đó, cái mức giá trung bình là 23.983 đô. Nó tăng lên theo thời gian các bạn. Lý do là tại vì giá Bitcoin cũng tăng theo thời gian. Cho nên khi mà trung bình giá đó, cái cách mà hiệu quả nhất đó chính là lúc mà giá đi xuống các bạn chứ không phải là lúc mà giá tăng. Tại vì giá tăng đó, thì cái mức trung bình các bạn ngày lại càng bị nâng lên. Và trung bình giá cần thời gian nhất là trong thị trường crypto các bạn, chúng ta thì được là trung bình giá chỉ hơn một năm thôi. À, bây giờ đó nói riêng về Bitcoin thì đang có lãi là 44% mà cái mức chúng ta trung bình với mức bây giờ đã vẫn còn một khoảng cách không hề nhỏ. Các bạn có nghĩ đi khi mà trở về mức đó và chúng ta trở về cái đỉnh cũ đó phần trăm này sẽ ra sao chứ đừng nói tới là khi mà chúng ta thực sự phá đỉnh cũ lập đỉnh mới đi vào cái mùa bull run thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà trung bình giá cho Bitcoin tuần này thì chúng ta sẽ bấm vào Add Transaction thì hiện bây giờ mức là 34.615 100 đô đó chúng ta chỉ có thể mua được Wow các bạn chỉ mua được có 0.0029 Bitcoin mà thôi Tôi sẽ bấm Submit Và đây là cái giao dịch của ngày hôm nay các bạn Ngày 29 tháng 10 tại Hoa Kỳ Và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự Đối với Ethereum thì các bạn đã thấy được là Đối với Ether đó thì cái mức giá trung bình chúng ta mua Là 1.617 đô thì trường bấm vào add transaction hôm nay á, giá ether là một nghìn tám trăm là hai đô thì một 100 một trăm đô đó chúng ta chỉ có thể mua được 0.056 ether mà thôi các bạn thông sẽ bấm submit và coi như chúng ta cũng đã thành công giao dịch xong cho Ethereum cho tuần này Tuần sau chúng ta lại sẽ trở lại xem cái kết quả sẽ như thế nào Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới những cái sự kiện lớn đối với lại thị trường tài chính ở Hoa Kỳ trong tuần này thì sẽ là một tuần rất là sôi động các bạn. Chúng ta có một số những cái thông tin như là chúng ta nói tới là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ đó sẽ có cái thông tin liên quan đến giá nhà các bạn và chi tiết hơn đây là cái chỉ số giá nhà cho 20 thành phố lớn và tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ thấy những thông tin tương tự là giá nhà vẫn còn đang cao. Chúng ta cũng có cái thông tin vào ngày thứ tư các bạn liên quan đến cái tỷ lệ thất nghiệp được chia sẻ bởi ADP, công ty biên chế. Nhưng mà quan trọng hơn đó là ngày thứ tư, đó chính là ngày 1 tháng 11 các bạn. Chính là ngày mà Fed sẽ ra quyết định lãi suất và chúng ta sẽ biết cái thông tin đó vào lúc 2 giờ chiều New York có nghĩa là khoảng 11 giờ trưa giờ Cali có nghĩa là 1 giờ sáng Việt Nam các bạn khi nào mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn và nửa tiếng sau đó đó chúng ta sẽ thấy được là chủ tịch John Powell sẽ chia sẻ cảm nghĩ của mình và cái đó nó quan trọng hơn tại vì các bạn thấy được là Fed có tăng lãi suất nữa hay là không nó cũng không quan trọng bằng giọng điệu của chủ tịch John Powell như thế nào và họ có tiếp tục nghĩ đến là sẽ giữ lãi suất cao cho đến tháng 6 năm sau hay là không tại vì đó là lý do tại sao mà thị trường tài chính đang lo lắng các bạn nếu như mà dự lên suất cao từ đây cho đến tháng 6 năm sau thì sẽ dẫn đến suy thoái tài chính đó là sự lo lắng để xem coi là đối đầu với lại những cái sự kiện lớn gần đây như liên quan đến uh, chiến tranh thì chủ tịch John Paul có thay đổi suy nghĩ của mình hay không tại vì các bạn nên hiểu là bây giờ đâu Hoa Kỳ cần một số tiền và nếu như mà bán công trái phiếu đó thì sẽ bán ra với mức lãi suất cao và nếu như mà Fed tăng lãi suất lãi suất mà bán ra nó sẽ còn cao hơn nữa các bạn cho nên sẽ dẫn đến là cái chi tiêu liên quan đến là hàng năm phải trả tiền lãi đó khi mà chính phủ Hoa Kỳ bán những công trái phiếu này sẽ càng cao hơn cho nên chúng ta hãy xem coi là trong tuần này giọng điệu của chủ tịch John Powell sẽ như thế nào. Kế đó ngày thứ năm đó, chúng ta sẽ có thông tin liên quan tới factory orders. Hiểu đơn giản hơn đó là chúng ta hãy xem coi là những cái nơi mà sản xuất họ có thu mua nhiều hàng hóa để mà tiếp tục sản xuất hay là không. Và đây cũng là dấu hiệu để cho thấy được là tình hình kinh tế ra sao các bạn. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ đó chúng ta cũng có một thông tin lớn đó chính là phần trăm thất nghiệp các bạn. Phần trăm thất nghiệp của tháng vừa rồi đó thường nhớ là khoảng 3.8% hay là 3.7 gì đó đó, 1.2, thường không nhớ rõ. Nhưng mà nói chung đó, thì trong cái tháng này thì ước tính phần trăm thất nghiệp cũng sẽ tương tự như là tháng vừa rồi là 3.8%. Khi nào mà có thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nói chung đó, thì các bạn đã thấy được là trong tuần này là một tuần rất là sôi động có nhiều những cái thông tin lớn liên quan đến thị trường tài chính ở Hoa Kỳ. Và nói riêng về Crypto đó, thì chúng ta hãy bắt đầu nói về Bitcoin đi các bạn chúng ta cũng có một số những cái thông tin rất là thú vị à, thứ nhất đó, là chúng ta thấy được là VanEck đã chia sẻ nhiều cái cảm nghĩ của mình cuối tuần này VanEck ngày hôm qua đó, thì thông tin đó chính là cũng giống như là công ty Fidel đi cũng giống như công ty BlackRock VanEck đã chỉnh sửa đơn etf và nộp lại cho sec thì đây là dấu hiệu của sự tiến triển các bạn có nghĩa là sec đã nói gì đó và VanEck chỉnh sửa lại văn bản của mình rồi nộp trở lại cho sec thì đương nhiên chúng ta đã nói khá nhiều nhiều về thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF Đây là một cái dấu hiệu tốt so với lại những cái đợt trước đây các bạn Nhiều người nói là chúng ta đã nói về Bitcoin Spot ETF bao nhiêu tháng ngày rồi Nhưng mà thật ra đó những gì các bạn đang chứng kiến nó chỉ trong vòng chỉ mấy tháng nay mà thôi Chứ còn như mà nào mà theo dõi kênh một thời gian dài cũng nó biết chúng ta nói tới Bitcoin Spot ETF Từ năm 2017 là các bạn từ khi mà thu thành lập cái kênh này Và nếu như mà chúng ta nói tới cái sự mong muốn có một Bitcoin Spot ETF đó, thì cái đơn

ETF đầu tiên đó chính là từ anh em sinh đôi Winklevoss các bạn đã 10 năm trước rồi 10 năm rồi chúng ta không có Bitcoin Spot ETF và đây là cái lần mà chúng ta có cơ hội cao nhất cho nên cũng dễ hiểu tại sao mà thị trường rất là xôn xao nhưng mà VanEck cũng có nhiều thông tin khác trong tuần này các bạn nhưng mà trước hết đó, các bạn nhìn thấy được là VanEck là một trong những công ty mà đang chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF được duyệt nhưng mà nó không phải là công ty duy nhất các bạn VanEck thì dựa theo cái thông tin này đó là đang quản lý khoảng chừng là 78 Tỷ đô la, các bạn nhìn thấy được là công ty lớn nhất mà đang chờ đợi để có Bitcoin spot ETF đó chính là BlackRock Là 9.4 nghìn tỷ, kế đó là Fidelity 4.5 nghìn tỷ, Invesco 1.5 nghìn tỷ, Franklin Templeton 1.4 nghìn tỷ Và các bạn thấy được là công ty mà quản lý ít tiền nhất đó, đó chính là Valkyrie và Bitwise Là mỗi công ty là khoảng 1 tỷ đô la các bạn, nhưng mà tổng cộng có khoảng chừng là 17 000 tỷ đô la từ những công ty này thì đương nhiên thường không nói là số tiền này sẽ đi vào thị trường crypto các bạn ý thường muốn nói đây đó là các bạn có nghĩ đi giả dạ, như chúng ta nói là chỉ một phần trăm của cái số lượng tiền mà họ quản lý là sẽ đi vào quỹ bitcoin thì các bạn có thể nhìn thấy được là con số nó lớn cỡ nào 17 bảy nghìn tỷ các bạn một phần trăm là bao nhiêu thì các bạn có nghĩ là vốn hóa thị trường của bitcoin bây giờ bao nhiêu cái số tiền đó đó là tiền mặt đi vào thị trường này đó thì sẽ dẫn đến gì các bạn sẽ dẫn đến cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với giá tại vì cái mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày đó chính là vốn hóa các bạn và vốn hóa nó khác với lại tiền mặt. Giống như chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin bây giờ đã vốn hóa là 676 tỷ thì không có nghĩa là chúng ta khi mà có giá trị là 1 tỷ thu mua Bitcoin thì dẫn đến là vốn hóa này tăng lên 1 tỷ các bạn. Lý do là tại vì vốn hóa đó là họ lấy cái giá giao dịch giống như là gần đây nhất nhân cho bao nhiêu Bitcoin trên thị trường chứ nó không đại diện cho tất cả Bitcoin trên thị trường có thể bán được về cái mức giá đó Hy vọng các bạn hiểu cái sự khác biệt ở đây nghĩa là gì các bạn nghĩa là các bạn khi mà dùng một triệu đô la để mà thu một bitcoin đó, thì cái sự ảnh hưởng đối với vốn hóa nó sẽ không một triệu mà nó sẽ là nhiều hơn và chúng ta chỉ nói khiêm tốn là một phần trăm mà thôi các bạn cứ nghĩ đi nếu như chúng ta nói tới hai phần trăm năm phần trăm thì như thế nào à, đương nhiên không có lý do gì nghĩ là những công ty này đó họ sẽ nói với khách hàng của họ là để năm mươi phần trăm vào trong bitcoin đương nhiên họ sẽ bắt đầu từ một con số nó khiêm tốn hơn một hai phần trăm gì đó nhưng mà đó cũng là một con số không hề nhỏ và một điều nữa mà thùng luôn muốn nhắc nhở các bạn là khi mà có bitcoin spot ETF rồi đó thì đương nhiên bắt đầu chúng ta có thể thấy cái sự phản ứng tốt liên quan tới giá nhưng mà đó chỉ là ngắn hạn mà thôi và thực tế đó các bạn nhìn thấy được là từ khi mà có cái tin tức giả liên quan đến bitcoin spot ETF từ đó cách đây khoảng chừng là hơn một tuần Thì lúc đó giá đã có sự tăng trưởng Các bạn nhớ là từ 27.000 hay gì đó, đó Lên tới là khoảng chừng 31.000 Rồi sau đó các bạn thấy đã có cái sự điều chỉnh cho xuống Rồi sau đó chúng ta lại thấy được là Có cái thông tin liên quan đến cái ticker symbol Vậy là cái mã của BlackRock xuất hiện trên DTCC Rồi giá lại tăng lên tới mức là 35.000 đô Thì những cái đó đó các bạn nên hiểu là giả sử như chúng ta ngày mai nhận được thông tin là có Bitcoin Spot ETF thực sự được thông qua thì cái sự tăng trưởng trong vòng hai tuần qua uh, ít nhiều gì cũng đã ăn vào cái số lượng có thể tăng trưởng. Có nghĩa là cái phần trăm tăng trưởng đó nó, nó đã tính luôn trong cái phần đó rồi. Hy vọng các bạn hiểu tôi nói đây, nó không giống như là một cái sự hoàn toàn bất ngờ nữa. Nếu như mà chúng ta nói là Bitcoin Spot ETF được thông qua trong tuần này thì đương nhiên sẽ có một cái yếu tố bất ngờ nhưng mà đã không phải là hoàn toàn bất ngờ tại vì chúng ta đã có những cái sự tăng trưởng những cái kỳ vọng uh, trong vòng hai tuần qua khi mà có tin giả từ Contragráp rồi khi mà có thông tin liên quan đến cái uh, ký hiệu của Blackrock ở trên DTCC đó là điều mà tôi muốn các bạn nghĩ đến đây ở đây và thêm vào đó đó khi mà một Bitcoin Spot ETF được thông qua thì có nghĩa là sẽ bắt đầu giao dịch các bạn nhưng mà nếu muốn cái nguồn tiền này giả sử như một phần trăm đi vào đó thì đương nhiên sẽ không phải ngay lập tức mà những công ty này đó cái mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy đó chính là họ sẽ quảng cáo rất là nhiều và những cái người mà tư vấn tài chính cho họ đó sẽ bắt đầu là gọi điện thoại và nói chuyện với lại những khách hàng và bắt đầu thuyết phục những khách hàng này đó bây giờ hãy thử một phần trăm vào trong bitcoin ra sao rồi các bạn thì là từ từ chúng ta mới thấy nguồn tiền đi vào nhưng mà dài hạn nó sẽ có sự ảnh hưởng rất là lớn tại vì bitcoin spot ETF là một cái cánh cửa mà có thể giúp cho nhiều người mà hiện bây giờ đó không có ý định tham gia đầu tư về Bitcoin trực tiếp, họ sẽ tham gia vào cũng giống như là khi mà chúng ta có vàng ETF các bạn, rất nhiều những nhà đầu tư trước đây đó họ muốn tiếp cận vàng như là một mảng đầu tư một cách mà đa dạng hóa họ không có tin tưởng vào à, giá trị của vàng ở trong công nghiệp là bao nhiêu họ cũng không phải là một người mà thích đeo vàng làm trang sức hay gì hết nhưng mà họ muốn tiếp cận giá vàng như là một cách mà đa dạng hóa thì trước đây đó các bạn thì được nguồn tiền đó sẽ không đi vào thị trường vàng tại vì chúng ta chưa có vàng etf thời điểm đó và nếu như mà muốn mua vàng đó thì các bạn thì là người này phải đi thu mua vàng ở trên một trang web nào đó hay là đi đến tiệm vàng để mà mua rồi phải tìm cách để mà cất giữ lo lắng là sẽ bị ăn cắp vân vân và khi muốn bán lại phải đem đi bán các bạn rất là phiền phức nhưng mà khi mà có vàng ETF rồi đó các bạn thấy được là cái vốn hóa của vàng đã tăng rất là nhanh giá vàng cũng đã tăng rất là nhanh tại vì nhiều tiền hơn tiếp cận nhưng mà nó cũng cần thời gian để cái số tiền đó đi vào thị trường Bitcoin cũng sẽ như vậy khi mà có Bitcoin Spot ETF được thông qua và một số bạn hỏi là có khi nào SEC sẽ trì hoãn cho đến khi có mùa boroan kế tiếp hay là không, có nghĩa là phải đợi tới năm 2024 cuối năm hay là qua năm 2025 thì không thể đâu các bạn, nhất là đối với là những cái đơn hiện bây giờ à, chúng ta nhìn thấy được là công ty. ARK Invest sẽ là công ty mà có cái ngày hết hạn gần nhất Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là cái hạn chót để ra quyết định chấp nhận hay không đó là tháng 1 Ngày 10 tháng 1 của năm 2024 Như là chúng ta còn khoảng chừng là hơn 2 tháng nữa à, Còn những cái quỹ đầu tư khác như BlackRock đó thì phải ra quyết định vào tháng 3 Tại vì SEC chỉ có thể trì khoảng 240 ngày mà thôi chứ không thể trì khoảng hơn và ngoại trừ điều này ra đó các bạn thì được là Vanek cũng đã chia sẻ một bài nghiên cứu liên quan đến Solana các bạn. Không phải liên quan đến Bitcoin hay Ether mà liên quan đến Solana. Và tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua. Và đây là một cái thông tin mà cũng gây nhiều xôn xao từ hôm qua tới bây giờ trên Twitter. Thì nói chung đó Solana sau khi mà nghiên cứu thì họ đã đưa ra một cái ước tính giá Solana các bạn năm 2030 không phải là năm sau hay là năm tới đó mà năm 2030 nghĩa là còn khoảng chừng 7 năm nữa các bạn giá solar này sẽ đâu đó là từ 10 đô la cho đến 3.211 đô các bạn từ 10 đô tới 3.211 đô là khoảng cách cực kỳ lớn luôn và các bạn nên biết là giá solar này hiện bây giờ đây để xem coi là bao nhiêu các bạn solar này hiện bây giờ là khoảng 32 đô la gần 33 đô mà các bạn thấy được là nếu như mà giá Năm 2030 là 10 đô la có nghĩa là chia ba so với mức hiện tại các bạn hay là tăng 10.000% luôn các bạn lên tới 3.211 Đây là cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự xôn xao hôm qua tới bây giờ Hồi sáng này Thuận đã được có thời gian để mà tìm hiểu thêm tại sao mà mình ác lại nghĩ như vậy thì các bạn đã thấy được là có bốn điều tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái nhận định đây Thứ nhất đó, là các bạn nên hiểu nếu như mà giá Solana đạt cái mức cao năm 2030 như họ nói là 3.211 đô thì chúng ta nhân cho bao nhiêu Solana trên thị trường hiện tại Các bạn nên biết là Solana đã giống như là Ethereum không có cái max supply như là không có cái số ấn định cho nên tới năm 2030 con số chính xác bao nhiêu chúng ta sẽ không có biết nhưng mà chúng ta có thể dùng cái total supply như là cái số lượng Solana này hiện tại để mà tính sơ sơ xem coi là nếu như mà đạt cái mức cao như họ nói là 3.211 đô đó thì sẽ ra sao các bạn thì chúng ta đã thấy được là tổng số vốn hóa của Solana sẽ lên tới là 1.8 nghìn tỷ các bạn Hơn 1.8 nghìn tỷ Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cao hơn tổng số vốn hóa của cả thị trường crypto hiện tại Hiện tại đó cả thị trường crypto các bạn đã thấy được là chỉ có là 1.3 nghìn tỷ mà thôi Mà Solana vốn hóa năm 2030 còn cao hơn cả thị trường crypto hiện tại Và cao hơn Bitcoin hiện tại 3 lần Có nghĩa là vốn hóa Bitcoin bây giờ là bao nhiêu Thì cái số lượng vốn hóa của Solana lúc đó sẽ cao hơn gấp 3 lần Đương nhiên các bạn đang thấy được Vanek nghĩ là trong tương lai đã cả thêm crypto vốn hóa sẽ còn cao hơn nữa Và kế đó là gì các bạn Điều thứ hai các bạn cần phải lưu ý trong nhận định này của Vanex là vốn hóa của Sol hiện tại là khoảng 13,6 tỷ đô la, nghĩa là khoảng 1% vốn hóa. Điều này đó nếu như mà chúng ta tính theo Vanex giả sử như là phần trăm vốn hóa của Sol so với cả thị trường là tương đương vào năm 2030, thì tổng vốn hóa của crypto đó là không dám tưởng tượng được các bạn, là họ ước tính đâu đó khoảng chừng là 180.000 tỷ đô la các bạn, 180.000 tỷ. Và các bạn thấy là trừ khi Văn ác nghĩ là vào năm 2030 thị trường chỉ còn vài đồng chiếm hết tất cả phần trăm vốn hóa thì có thể là như vậy. Điều thứ ba đó tôi muốn chia sẻ với các bạn là điều thú vị hơn là cho dù là họ ước tính Solana có thể đạt được mức là 3.211 và vốn hóa có thể là gần 2.000 tỷ nhưng mà họ nói là lúc đó đó họ ước tính là vốn hóa của Solana đâu đó là chỉ khoảng một nửa của Ethereum mà thôi. Wow các bạn, phân nửa vốn hóa của Ether lúc đó mà thôi. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến nhận định này đó là giả định của họ là Solana sẽ là blockchain đầu tiên trở nên phổ biến có hơn 100 triệu người dùng vì tốc độ rất nhanh so với những nền tảng khác và cái phí rẻ. Công ty Nansen đã ước tính để mint 1 triệu NFT thì cái phí Solana sẽ là khoảng chừng 113 đô trong khi mà trên Polygon đã mạng lưới tầng 2 của Ether là khoảng 32.800 đô và nếu như mà mint trực tiếp ở trên Ethereum đó là sẽ hơn 33 triệu đô la các bạn à, Thì đây là một giả định rất là lớn tại vì năm 2030 lúc đó còn xô hay không đó cũng không biết các bạn Và cho dù là còn hay nữa đó xô có phải là một cái nền tảng mà được sử dụng nhiều hay là không Và các bạn thấy được giả định của họ đó là Polygon, Ethereum, Cardano vân vân Và những cái nền tảng mới hơn sau này sẽ không nhanh bằng và rẻ bằng Solana Cho nên đây là một giả định rất là lớn của họ nói chung đó thì tóm lại độ lạc quan của thuận là không là gì so với vàng ác các bạn <laughs> các bạn đã được là thuận hàng ngày như là mình đã quá lạc quan nhưng mà trên căn bản đó so với lại vàng ác thuận chẳng là gì hết <laughs> Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Không biết là cũng có nhiều bạn là fan của Solana Và Solana đó chúng ta cũng đã biết là ít ra trong 8 tháng qua đó khoảng thời gian đó Là vẫn chưa bị đóng băng lần nào Nhưng mà những năm trước đó đó bị đóng băng liên tục Nhiều bạn cũng đã nhớ rồi Hy vọng là Solana có thể không làm cho các bạn thất vọng và chúng ta còn thêm một cái thông tin nữa chính là thông tin đến từ Gabriel Gersbach các bạn và cũng là đến từ Vanex Thì chúng ta thấy được là Gabriel Gersbach của Vanek nghĩ là El Salvador có thể theo gương Singapore và trở thành một trung tâm tài chính lớn ở châu Mỹ chỉ dựa vào crypto mà thôi. Tương tự như những gì mà Singapore đã đạt được vào cuối thập kỷ 1990. Gabriel Gersbach kỳ vọng là đầu tư vốn mới và nhập cư sẽ là động lực chính đằng sau sự tăng trưởng kinh tế tăng cao của El Salvador trong vài năm tới. Các bạn thấy được là Vanek dạo này chuyển qua bán sĩ Hopium rồi. Có thể các bạn không cần thuận nữa, các bạn chỉ cần đọc. Các bạn nghiên cứu đến từ Vanek là đủ rồi các bạn. Chúng ta hãy nhìn chung thị trường crypto ngày hôm nay đó thì uh, các bạn thấy được vốn hóa cũng đã có sự tăng trưởng chúng ta bây giờ đã trên 1,32 nghìn tỷ các bạn. Vốn hóa của thị trường hôm nay đã tăng 1,6%. Bitcoin một lần nữa rất là gần 35.000 đô các bạn, bây giờ là 34.716 đô tăng 1.8% trong vòng 24 giờ qua. Ether đã hơn 1.800 đô của bạn, tăng 1.8%. Nói chung đó chúng ta nhìn vào Crypto Bubble ngày hôm nay là một ngày rất là xanh. Hầu như thuận rất là khó kiếm được một đồng nào màu đỏ các bạn. Chúng ta có một số đồng đỏ một chút xíu. Như là chúng ta nói tới NEO thì xuống 2.2%. Nhưng mà các bạn có để ý là NEO đã trong vòng một tuần nay đã tăng 30% rồi các bạn. Và chúng ta nhìn vào những đồng khác như là Rune thì Rune cũng đã xuống ngày hôm nay 2.6% nhưng mà một tuần qua vẫn tăng 36%. Nói chung đó là cái sự sôi động đối với crypto đã trở lại rồi, Thường có thể cảm nhận được. Đương nhiên chúng ta vẫn chưa có gì so với đỉnh điểm các bạn, nhưng mà chúng ta đã thấy được là cái sự khởi sắc về tâm lý đã có rồi còn về giá cả đã có à, từ lúc mà chúng ta thấy bắt đầu năm 2023 chỉ tính riêng Bitcoin thôi đó thì từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 108% rồi các bạn thì về giá cả đó sự hồi phục đã có từ đầu năm nhưng mà về tâm lý đó thường cảm thấy được là gần đây mới thực sự có có sự hồi phục trở lại tuy là đã sôi động hơn nhưng mà thường muốn nhắc nhở nhẹ với các bạn là không phải all coin nào cũng lập đỉnh mới trong các đợt bull tiếp theo danh sách một số oco nổi tiếng một thời đã không thể lập được đỉnh mới trong được boren năm 2021 chúng ta có những đồng lớn như là EOS các bạn EOS thì đỉnh cao đó chính là 22 đô 89 cent vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 đã 5 năm rồi các bạn EOS không thể đạt đỉnh mới Bitcoin Cash đỉnh cũ là 4.355 đô đó chính là vào ngày 20 tháng 12 năm 2017 đã 6 năm trước rồi các bạn chúng ta thấy được những đồng khác như là XRP, XLM, BNT, Dash, OMG, IOTA, NEO rất là nhiều trên màn hình và những bài nào mà nhớ đến đồng nào nữa hãy comment ở bên dưới và các bạn thấy những đồng này đó là 6 năm, 5 năm không có thể đạt được cái đỉnh mới thì đây không có nghĩa là những cái dự án này không còn hoạt động nữa các bạn. XRP đương nhiên vẫn nằm trong thấp 10 và vẫn tiếp tục hoạt động và phần lớn những cái dự án này ra thì vẫn hoạt động. Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là giá nó đã không thể trở về cái đỉnh cũ. Và một số bạn chỉ ra được là chỉ cần giá có sự tăng trưởng từ đấy thôi thì đã có lời rồi thì đương nhiên đó là sự thật các bạn tại vì các bạn có thể nhìn thấy được là ngay cả khi chúng ta trung bình giá vào Bitcoin thì cho dù là cái mức giá chúng ta có hiện tại so với cái mức mà chúng ta bắt đầu trung bình giá đó vẫn chưa trở về đỉnh cũ nhưng mà trung bình giá vẫn cho các bạn có lợi nhuận nhưng mà một điều mà tôi muốn các bạn nghĩ đến là chúng ta nói tới lợi nhuận đó là tính theo đô la mà thôi. Nếu như mà các bạn nói tới lợi nhuận mà tính theo Bitcoin thì sao các bạn? Các bạn có thể dễ dàng thấy được là rất nhiều đồng nó tính theo Bitcoin thì lợi nhuận thật sự là không bằng. Cho dù là mỗi mùa đó chúng ta đều nghe nói tới đồng này đồng kia có sự tăng trưởng vượt bậc so với Bitcoin. Nhưng mà một điều mà Bitcoin có mà nhiều đồng không có đó chính là cái sự tăng trưởng kép theo từng chu kỳ một các bạn. Bitcoin đi từ giống như là vài đô la lên tới vài trăm đô la, vài ngàn đô la tới 10 ngàn đô la tới 60 ngàn đô la và sau này có thể là cao hơn rất là nhiều nữa thì cái mà Bitcoin khó đó chính là cái sự tăng trưởng kép theo từng mùa trong khi mà rất nhiều altcoin chỉ một mùa một mà thôi các bạn cho nên chúng ta phải nghĩ đến rủi ro và lợi nhuận đương nhiên thường không nói là lúc nào cũng như vậy và altcoin nào cũng như vậy giống như tvm đó thì cũng có thể đạt được đỉnh mới nhưng mà trong trường crypto đó thì Bitcoin xem như là đồng ổn định nhất Tuy là vẫn dao động nhiều các bạn nhưng mà so với Allcoin đó thì Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu Vẫn là an toàn nhất trong tất cả crypto Cho nên nếu như mà đồng Allcoin các bạn lưu trữ 5 năm, 6 năm qua mà không theo kịp Bitcoin Và Allcoin xem như là nguy hiểm hơn thì các bạn có nên tiếp tục đầu tư hay không? Tôi chỉ muốn chia sẻ để các bạn nghĩ đến vấn đề đó mà thôi Còn đầu tư như thế nào đó là quy định của mỗi bạn và một trong những đồng mà không thể lập đỉnh mới trong dầm nhiều năm qua đó chính là NEO các bạn. NEO đỉnh cũ là 196 đô vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Đã 6 năm trước rồi nhưng mà NEO thì vẫn hoạt động các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là có một cái cập nhật đó chính là dự án NEO đã thông báo về việc phát triển một sidechain mới tương thích với lại Ethereum Virtual Machine EVM. Chi tiết hơn nữa là các bạn thấy được là tại hội nghị cộng đồng NEO ở Hồng Kông thì Da Hong Fei đã nói là có một kế hoạch phát triển một sidechain mới có khả năng kết hợp trực tiếp với lại Ethereum thông qua EVM. Đặc điểm đặc biệt của nền tảng này đó chính là khả năng bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa, đồng thời mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Và Neo đang hướng tới việc ra mắt một phiên bản thử nghiệm cho sidechain này vào cuối năm 2023. Thêm vào đó, Neo cũng đang chăm chút cho một dự án ví crypto mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm tương tự như là metamask nhưng với cái mức độ bảo mật cao hơn và thân thiện hơn với người dùng thì đây là cái sự chia sẻ mới nhất liên quan tới neo như thế nào mà quan tâm và vẫn tiếp tục theo dõi dự án này chúng ta thấy được ở đây đó là neo trước đây đó người ta gọi là Chinese Ethereum nghĩa là sẽ là cái dự án đến từ Trung Quốc mà sẽ tiêu diệt Ethereum cũng giống như là nhiều cái dự án nói là sẽ tiêu diệt Ethereum trước đây. Bây giờ đó phần lớn dự án mà trước đây từ nói là Ethereum killer bây giờ đã chuyển thành Ethereum supporter các bạn. <laughs> Tất cả những dự án này đều tích hợp với lại EVM. Coinbase gần đây cũng có chia sẻ một cái bài khảo sát và bài khảo sát này đó là liên quan đến những người mà thuộc thế hệ millennials và thế hệ Gen Z như là những bạn mà sinh năm 1981 tới năm 2012 và đương nhiên bản thân thuộc nó là nằm ở trong cái thế hệ Millennials. Dựa theo Combase thì hơn 50% số người thuộc hai thế hệ này như là sinh từ năm 81 tới năm 2012 đó có khả năng là ủng hộ các ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử trong cuộc bầu cử 2024. Và theo bài nghiên cứu của Combase họ nói là tiền điện tử thì là một cái gì đó họ đã bắt đầu học trong trường học rồi và nhiều những cái người trong thế hệ này đó họ coi tiền điện tử crypto như là một ngành công nghiệp tạo ra nhiều việc làm sau này và chuẩn bị ủng hộ và bỏ phiếu vào năm 2024 cho các ứng cử viên xây dựng cho tương lai và chống lại những người bảo vệ trạng thái tài chính hiện tại. Cái này nó rất là quan trọng các bạn, điều mà các bạn hiểu đây đó là bây giờ nhiều trường học à, giống như là những trường mà dạy về lập trình á thì cũng đã có những cái khóa học liên quan đến crypto thì sẽ có những cái người họ đi học và đương nhiên họ học ra họ hy vọng làm việc cho thiền crypto và những người đó các bạn nghĩ là họ sẽ ủng hộ những ứng cử viên ủng hộ gì? Đó chính là những cái ứng cử viên mà ủng hộ crypto các bạn và những người trong thế hệ này đó rất là quan trọng đối với lại những người lập pháp những người mà đứng ra ứng cử những chức vụ trong chính phủ nhất là những cái người mà đứng ra ứng cử tổng thống các bạn tại vì những người mà thuộc thế hệ millennials và gen z đó thì chiếm khoảng 40% dân số cử tri và nếu như mà chúng ta tính phần trăm của Coinbase sẽ hơn 50% có nghĩa là khoảng 20% của tất cả người bỏ phiếu có khả năng là ủng hộ những người nào mà ủng hộ crypto. Và nếu như mà tính tới năm 2028 nghĩa là cái đợt bầu cử kế tiếp đó thì những người trong thế hệ Millennials và Gen Z đã tổng cộng sẽ là cái số người Mỹ có chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tất cả cử tri. Đây là một phần mà cực kỳ quan trọng các bạn và một nửa có nghĩa là khoảng 51% của những người này đã nói là họ khả năng là bỏ phiếu ủng hộ những ứng cử viên thân thiện với crypto vào năm bầu cử 2024. 39% của những người này đã nói là họ ủng hộ những chính trị gia và những người mà làm chính trị ủng hộ công nghệ như là crypto và blockchain để giúp các thế hệ tương lai. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là gần đây đó, đây là một cái đề tài mà được nói tới rất là nhiều trong những cái ứng cử viên mà đứng ra ứng cử cho Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Cũng giống như là các bạn thấy tại sao mà những ngân hàng, những công ty phố Wall đột ngột đó họ chuyển qua đây một hộp crypto. Như là thường thường hay chia sẻ với các bạn đâu phải là những cái công ty phố Wall, những CEO đó một ngày nào đó thức dậy rồi nói wow, blockchain phi tập trung quá tốt cho thế giới cho nên bây giờ họ muốn ủng hộ đâu phải đâu các bạn họ nhận ra được đây là xu hướng của tương lai rất nhiều những người trẻ quan tâm đến blockchain và crypto những người lớn tuổi hơn có thể là không quan tâm bằng nhưng mà cái đó nó không quan trọng mà những người mà trẻ tuổi các bạn tại vì những người trẻ tuổi sẽ trở thành những người có tuổi sau này và đó là những người mà nắm giữ nhiều nhất tài sản trong nước Mỹ thì đương nhiên họ sẽ không muốn làm phật lòng những người đó các bạn cũng giống như là cái số lượng người trẻ tuổi bây giờ có thể là chiếm chỉ 40% số lượng cử tri mà thôi nhưng mà trong vòng vài năm nữa họ sẽ là phần lớn cho nên các bạn thấy được là chúng ta cần phải nghĩ đến cái tầm quan trọng của những cái thế hệ sau này và thêm vào đó nếu như mà những cái ngân hàng mà không ủng hộ đó thì ngân hàng khác sẽ ủng hộ dẫn đến là những người này sẽ đi qua ngân hàng khác và các bạn thấy được là họ sẽ mất đi một cái khách hàng của mình cho nên họ sẽ không muốn điều đó cũng giống như là những cái người mà đứng ra để mà ứng cử tổng thống các bạn người này không ủng hộ người khác sẽ ủng hộ và một điều khác nữa đó các bạn thấy được là mỗi thế hệ thì chúng ta nghĩ là chúng ta là cái thế hệ đặc biệt nhất nhưng mà thật ra những thế hệ nó đều có sự tương tự như nhau Ý Hùng nói tới đây đó Giống như là các bạn thường là thế hệ mà muốn chống lại trạng thái hiện tại các bạn nhìn thấy được là mỗi thế hệ đó thì đều thấy được là mình bị yếu thế trong khi cái thế hệ trước đó chiếm phần trăm tài sản chiếm phần trăm những công việc làm quan trọng và ra những quyết định quan trọng liên quan đến tương lai và những thế hệ trẻ đó thì họ muốn chống lại tại vì họ muốn có chỗ đứng phải có cái gì đó thay đổi thì họ mới có thể mua nhà mua xe được bất cứ một thế hệ nào lớn lên các bạn đều cảm thấy là wow bây giờ đó khó để sở hữu nhà khó để sở hữu xe và yeah. Thông có thể nói với các bạn là trước đây đó cái thế hệ trước cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy và thế hệ trước đó nhưng mà tới cuối cùng đó, thì cái gì đó đến sẽ đến các bạn và thế hệ này đi thế hệ kế tiếp lại mọc lên và thế hệ trẻ trên thế hệ lớn tuổi hơn và họ lại sở hữu nhiều tài sản và cứ như vậy thế hệ kế tiếp và kế tiếp cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ đến là những thế hệ kế tiếp đó họ sẽ ngày càng lớn tuổi hơn và họ sẽ ngày càng nắm bắt nhiều tài sản hơn và họ quan tâm cái gì à, và mỗi một thế hệ đó họ đều sẽ dựa vào một cái gì đó mà họ cảm thấy là cho họ cái cơ hội lớn nhất giống như là các bạn thấy là cách đây nhiều năm đó khi mà internet bắt đầu phổ biến thì rất nhiều những cái giới trẻ họ bắt đầu quan tâm đến internet mặc dù là những thế hệ khác không quan tâm và thậm chí còn chọc quê internet nữa các bạn hay là trước đó nữa là họ quan tâm đến cái gì đó thì các bạn thấy được mỗi thế hệ là đều là như vậy và bây giờ đó thế hệ trẻ quan tâm đến crypto tại vì họ nghĩ là tiền điện tử blockchain sẽ là một cái gì đó mà họ có cái lợi thế hơn là cái thế hệ lớn tuổi và các bạn thấy được là những người như là thượng nghị sĩ warren á, mà muốn chống đối crypto đó tôi nghĩ là kết quả sẽ không như là thượng nghị sĩ warren mong muốn đâu <laughs> các bạn thấy được là cái số lượng người ủng hộ chống lại crypto đó thường nghĩ là không có nhiều bằng cái số lượng người ủng hộ đâu và thật ra đã có một vài video à, thường chưa có thời gian đang bị dịch xong có thể là một hai ngày nữa thường chia sẻ với các bạn tuần vừa rồi đó thì đã có một cái buổi điều trần tại quốc hội à, được dẫn đầu bởi thường nghị sĩ Warren về việc là tấn công crypto trong việc là sử dụng crypto trong những cái giống như tài trợ cho những việc làm xấu đó nhưng mà thật ra có những người chuyên gia họ đã chỉnh lại thường nghị sĩ Warren và nói là những cái đó là hoàn toàn không chính xác tôi sẽ chia sẻ những video với các bạn trong vòng một hai ngày nữa nhưng mà cái mà thùng muốn chia sẻ đó là có thể nhiều bạn nói là chúng ta so sánh crypto blockchain bây giờ với lại internet có phải là quá miễn cưỡng hay là không thật ra không miễn cưỡng đâu các bạn có thể là các bạn chưa sử dụng internet những năm như là 95 các bạn cho nên các bạn không biết được là internet lúc đó nó như thế nào lúc đó đó các bạn thấy được rất nhiều người người ta cũng chập quê internet lúc đó các bạn dùng internet làm gì các bạn gửi email nhưng mà không ai cũng có email các bạn có thể dùng internet làm gì các bạn có thể dùng internet để có thể là nghe thông tin liên quan tới một cái cuộc đá bóng nào đó nhưng mà các bạn có thể bật tv lên xem thì còn tốt hơn là nghe trên internet được các bạn gửi hình thì cực kỳ chậm không thể xem video gì trên internet hết nói chung đó, là internet lúc đó nó giống như là một cái gì đó người ta khám phá chơi cho vui thôi thì cũng giống như là crypto bây giờ các bạn chúng ta chỉ nghĩ là internet mang đến rất nhiều những lợi ích Tại vì các bạn đang sử dụng internet bây giờ và có thể là nhiều bạn xem video này đó năm 95 thì lúc đó vẫn chưa có ra đời cho nên các bạn không thể hiểu được sử dụng internet đó là như thế nào và lúc đó đó internet đã ra đời là 10 năm rồi các bạn. 10 năm trước đó đó thì đã bắt đầu có người sử dụng internet nhưng mà nó không có phổ biến như là năm 95. Năm 95 thường cảm thấy là chúng ta có Windows 95, lúc đó đó là người thường mới bắt đầu tiếp cận internet nhiều. Trước đó nữa người là sử dụng những cái cách khác để mà tiếp cận thì cũng giống như là crypto bây giờ đó các bạn hay được là rất nhiều người cách đây vài năm thì tiếp cận thị trường này à, Thật ra nó cũng khá là khó khăn đối với người bình thường Các bạn nói tới ví lạnh này kia kia nọ thì giống như là Internet trước đây vậy các bạn Và lúc đó người ta cũng chọc quê Internet giống như là cái clip này à, để thường chia sẻ giống như là khoảng 30 giây mà thôi để các bạn hiểu được là lúc đó người ta thực sự không hiểu tương lai Internet ra sao And What about this Internet thing? Do you know anything about that? Sure What, what the hell is that exactly? Well, it's, it's become a place where people are publishing information. Right. So you, everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing. Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement <laughs> that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast. a, baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? <laughs> you know what I mean? It's just... Các bạn thấy đây là cái cuộc trò chuyện giữa Letterman với là Bill Gates năm 95. À, lúc đó đó cái ứng dụng mà mọi người quảng bá tốt nhất cho Internet đó chính là các bạn có thể nghe một trận đánh bóng chạy ở trên internet nhưng mà là mình nói là cần gì phải lên internet à, phải mua máy vi tính rồi phải trả tiền để có internet trong khi mà chỉ cần mua cái radio thôi là nghe nó còn tốt hơn nữa giống như là bây giờ chúng ta nói tới là cần gì à, sử dụng cái này cái kia ví này ví kia chỉ cần dùng ngân hàng là xong tại vì chúng ta đang dùng sự hiểu biết bây giờ để mà suy đoán tương lai các bạn tới lúc này là mình cũng sẽ không thể tưởng tượng được là bây giờ internet sẽ như vậy các bạn nhưng mà bill gates thì đã có cái suy nghĩ đó và cũng không phải riêng là lên mình các bạn rất là nhiều à, người giống như là khi mà chúng ta nói tới à, có điện thoại chụp hình được và có smartphone thì những người như Bill her cũng chụp quê đó là cần gì à, phải à, coi internet ở trên điện thoại có máy laptop còn nhanh hơn hay là cần gì phải chụp hình à, trong khi hình chụp ra rất là xấu và không mà muốn xem hết các bạn tại vì Bill her nghĩ là điện thoại di động sẽ mãi mãi là như thế này hay là các bạn thấy được là Bill cũng đã từng chọc quê xe điện tại vì nếu các bạn sử dụng xe điện cái tay 10 năm nữa thì các bạn sẽ thấy được là xe điện lúc đó nó không giống như bây giờ làm sao mà các bạn chặt điện lúc đó có thể là nhiều bạn nói là xe điện thì rất là hữu dụng nhưng mà các bạn đang nghĩ đến là ngay bây giờ mà thôi và thậm chí ngay bây giờ vẫn có nhiều người không hoàn toàn tin tưởng vào xe điện thì chúng ta thấy được là cái tay 10 năm nó còn khó hơn như thế nào thì cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó, cũng như rất nhiều người gần đây các bạn thấy được là Stephen Colbert cũng đã chọc quê crypto và rất nhiều người chọc crypto à, tại vì cũng tương tự như vậy các bạn họ thực sự là không có nghĩ đến là một ngày nào đó crypto sẽ là một phần của thị trường tài chính một phần của cái cách mà các bạn có thể di chuyển tiền tệ xuyên quốc gia tốt hơn là bây giờ nhưng mà các bạn đã thấy được là những công ty phố họ đã nghĩ đến điều đó Cho nên gần đây chúng ta mới thấy nhiều động tĩnh Và nói đến công ty phố đó chúng ta hãy nói tới một ngân hàng lớn các bạn Đó chính là ngân hàng JP Morgan Coin Thì luật sư John Deaton đã tìm thấy được một cái bài chia sẻ liên quan đến cái đồng JP Morgan Coin Đây là một cái đồng trên mạng lưới tư nhân của JP Morgan Mà gần đây các bạn đã thấy là có thông tin là xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch nội bộ trong ngân hàng chase và khi mà đọc cái thông tin này đó các bạn thấy được là đối với lại cái cách mà họ tính toán đó, thì họ nghĩ là cái đối thủ lớn nhất của họ một trong những đối thủ đó chính là ai các bạn chính là xrp thì câu hỏi bây giờ đó của nhiều người đây là cái tài liệu ở trong nội bộ của JP Morgan có phải lý do là tại vì XRP là đối thủ cạnh tranh lớn? Cho nên cách T3 năm đó chủ tịch cũ của SEC là Jay Clayton các bạn. Jay Clayton là người này. Thì Jay Clayton đó là người chủ tịch cũ của SEC sau khi rời khỏi rồi chúng ta mới có chủ tịch mới đó chính là Gary Gensler. Thì có phải tại vì Jay Clayton được lợi ích đến từ JP Morgan cho nên mới đại đơn kiện Ripple trước khi rời khỏi SEC hay là không? Và ngay bây giờ các bạn thấy được là rất rõ ràng. Có biết bao nhiêu là những dự án? Có thể nói là có nhiều dấu hiệu không tốt, nhiều dấu hiệu có khả năng là lừa đảo, lừa dối nhiều nhà đầu tư. Nhưng mà SEC đó cứ muốn nhắm vào Ripple và muốn kiện đến cùng thì có phải là tại vì đứng sau lưng là JP Morgan. Không thể nào mà bị chắc chắn được các bạn nhưng mà khả năng này không thể loại bỏ. Và ngay cả chúng ta nhìn thấy được là CEO của Ripple đó chính là Brad House. Thì gần đây các bạn thấy được là sau khi mà rời khỏi chức vụ là chủ tịch của sec đó thì Jay clayton không những là đã chấp nhận những cái vị trí làm việc trong thị trường crypto mà bây giờ các bạn thấy được là cũng là một trong những luật sư uh, nổi tiếng của solium và cromwell và Sullivan và đó là một công ty mà tư vấn liên quan đến tài chính cho những công ty các bạn. Thì sau khi mà rời khỏi chức vụ là SEC, Chairman, Chủ tịch SEC đó thì Jay Clayton đã làm việc cho những công ty và tư vấn về crypto các bạn. Chúng ta được là có cái gì đó đó nó hoàn toàn không hợp lý ở đây. Khi mà là Chủ tịch của SEC đó thì địa kiện những công ty crypto. Để khi mà rời khỏi SEC rồi đó thì lại làm việc cho những công ty crypto. Cho nên các bạn thấy được là đây là một cái hành động mà khiến cho Bratalian House nói là làm cho máu mình sôi sụp lên các bạn. Nếu như một ngày nào đó các bạn thấy là chủ tịch SEC Gary Gensler hiện tại rời khỏi chức vụ của mình, sau đó làm việc cho BlackRock thì cũng không làm thông bất ngờ đâu các bạn. Và chúng ta còn hai thông tin nên Hùng muốn chia sẻ trước khi mà kết thúc video này. Thứ nhất đó là liên quan tới sàn Kraken thì đây là một sàn lớn nhưng mà chủ yếu là ảnh hưởng đến người Hoa Kỳ mà thôi. Tại vì theo lệnh của tòa án đó, thì sàn Kraken phải cung cấp thông tin khách hàng cho Sở Thuế Liên bang Hoa Kỳ nghĩa là IRS vào đầu tháng 11. Tất cả hồ sơ và lịch sử giao dịch của khách hàng tại Hoa Kỳ thực hiện giao dịch vượt quá 20.000 đô từ năm 2016 đến năm 2020. Thông tin cung cấp đó bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số thuế, địa chỉ số điện thoại, địa chỉ email và lịch sử giao dịch trong 5 năm đó. Thì nói chung đó là những mà nào mà sử dụng sàn Kraken mà không có đóng thuế mà giao dịch hơn 20.000 đô từ năm 2016 đến năm 2020 đó thì có thể là sẽ nhận được giấy thuế đến từ IRS. Và cuối cùng đó là liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ các bạn. Thổ Nhĩ Kỳ đó họ sẽ đưa ra một cái dự luật liên quan đến crypto đầu tiên và họ nói là dự luật này đó ước tính là trong vòng năm 2024 là sẽ có và sẽ được ký trở thành luật. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết à, dự luật này trong đó sẽ có gì các bạn. Nhưng mà chủ yếu đó dự luật này dựa theo tài liệu đó thì phần lớn sẽ nói về liên quan đến thuế các bạn. À, đương nhiên tới cuối cùng đó, thì cái mà nhiều quốc gia muốn đó chính là thuế. Tại vì chúng ta không thể nào mà ngăn cản crypto tiếp tục phát triển được. Thì nếu như mà đã không được rồi thì thâu thuế mới là thượng sách. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Bình thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.